Cái này anh biết chụp ảnh ở chỗ MS, à chụp AF nhưng mà chỉnh tay không á, không có chuyện ra đây. Thế là gặp ông gì đấy ông nói chứ cả tháng nào thấy chú Đông ra trong hết hồn luôn. Trời ơi, trời hơi bị hiếm đó, còn có ngay ở đâu đấy không. Ha ha ha.